Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng test một bộ nghe nhạc chuyên nghiệp bao gồm cặp loa JBL model L222 Disco cao cấp của thương hiệu JBL đến từ Mỹ, kết hợp với chiếc âm ly đờ nông 2035 mã đến từ Nhật và chiếc đầu giải mã DC thương hiệu Lusman đến từ Nhật. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một đoạn nhạc được kết nối trực tiếp từ TV Internet. Sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm này. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ 3 thiết bị phối ghép rất ăn ý. Đó là cặp loa JBL model L322 Disco. Đây là một mẫu loa cao cấp khá hiếm của thương hiệu JBL đến từ Mỹ. Mẫu loa này có cấu hình lớn, bao gồm một loa bass cộng hưởng loại 40cm, một loa bass điện loại 36cm, một loa mid có tán âm phía bên ngoài và đặc biệt phía trên cùng là một loa chép còi 075. Chép còi 075 là chép từ Alico, dòng cao cấp của thương hiệu JBL, được ứng dụng trên rất nhiều các model cao cấp của thương hiệu JBL Mỹ. Đây là một cặp loa khá hiếm của thương hiệu JBL, được sản xuất tại Los Angeles, California. Cặp loa này có kích thước chiều ngang 51cm, chiều sâu 39cm và chiều cao của loa là 1,2m. Trọng lượng là 51kg trên một thùng, có nghĩa là trên một tạ trên một cặp. Mẫu loa này được thiết kế trang trí bên ngoài bằng thùng gỗ lạng, phần ván gỗ lạng rất đẹp sang trọng. Cặp loa này được sản xuất vào khoảng những năm 1980 tại Mỹ. Đây là giao diện phía mặt sau. Phía mặt sau bao gồm chạm loa và phần chỉnh crossover. Ở đây chúng ta có thể thêm bớt tiếng Trung và tiếng Czech. Hãng đề California USA. Đây là một cặp loa cho âm thanh rất tốt, sống động, tiếng của nó rất rõ nét. Nó sẽ hơn hẳn với các dòng như là JBL L200, JBL 4425MK2. Cái dòng ngang tầm tiền như là 4430 của JBL thì đây là một cặp loa rất đáng chơi. Đây là thùng loa phía bên đây. Các tuyến loa zin nguyên bản rất đẹp. Màng loa còn trắng, các kiềng loa còn sáng rối, rất đẹp. Bát cộng hưởng loại 40cm, nhiều anh em gọi đây là bát giả. Chúng ta gọi đúng từ là bát cộng hưởng. Phía trên này là một bát điện loại 36cm. Đây là phần thùng loa chi tiết phía bên đây. Cặp loa này sẽ thích hợp cho việc chơi đa thể loại dòng nhạc, từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu nhanh đều chơi rất tốt. Mẫu loa này là dòng loa nghe nhạc chuyên dùng, nhưng nếu mà quý vị và các bạn có nhu cầu hát karaoke gia đình, kiểu hát nhẹ nhàng giải trí gia đình thì chúng ta cũng có thể hát nhẹ nhàng trên mẫu loa này được. Dĩ nhiên là chúng ta không nên so bì với các dòng loa full chuyên dùng để hát karaoke, nhưng nhìn chung đây là cặp loa có thể hát karaoke gia đình giải trí được. Đây là e-căng của mẫu loa này, e-căng bằng lưới vải màu nâu. Phía mặt trước e-căng là một logo. Đây là e-căng phía bên kia.
cặp loa với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp. Với mẫu loa này mức giá thị trường khoảng ngoài 60 triệu, mức giá thị trường dao động từ khoảng 60 cho đến 63 triệu. Và trong video này thì Dũng phục vụ quý vị và các bạn với mức giá rất rất đặc biệt, mức giá chỉ 58 triệu, cạnh tranh khoảng 5 triệu so với mức giá làng thông thường. Và đặc biệt trong video này Tiến Dũng cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, đây là một cặp loa rất đẹp, zin hết từ A đến Z. Mẫu loa này sẽ là cao cấp hơn dòng L220. Tiến Dũng đang giới thiệu đến quý vị và các bạn là L222 Disco, dòng loa cao cấp của JBL. Cặp loa này quý vị và các bạn có thể phối ghép với các âm ly Dostman tầm như L80V trở lên. Cái dòng L80V, L309V, L309X. Cái dòng lớn hơn chúng ta có thể phối ghép vào các dòng như là L505, 505UX, cái dòng 550, vân vân. Cái dòng Acufe chúng ta phối ghép vào các dòng như là 303, 303X, 305 trở lên, vân vân. Phối ghép rất tốt. Như nãy giờ quý vị và các bạn nghe của âm thanh của Đờ Nông 2000 Ba La Mã thì phối ghép với loa này cũng rất tuyệt vời. Đây là một cặp loa rất dễ phối ghép âm ly. Thông số kỹ thuật là công suất 200W, trở kháng 8 ô, độ nhạy 90 dB. Âm thanh của nó rất tuyệt vời. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc đầu giải mã DC. Đó là chiếc Lusman model DA200. Đây là chiếc đầu giải mã DC về từ Nhật với tình trạng zin nguyên bản còn thùng xốp. Đây là catalog của máy. Phía dưới này là của Sansui, không phải. Đây là catalog của đầu giải mã DC Lusman. Chiếc Lusman dòng giải mã DC cao cấp của thương hiệu Lusman, model DA200, dòng chữ ký cao cấp, giải mã 48 kHz với TV 44.1 kHz với đầu đĩa CD hoặc các dòng nhạc chất lượng cao. Ở đây có một volume. Với thiết bị này chúng ta có thể kết nối với cổng optical từ TV, cổng coaxial từ đầu đĩa, cổng USB từ máy tính, và ngoài ra máy còn có thể kết nối vào các cổng line in 1, line in 2, sử dụng máy như là một chiếc rề. Tiếng của dòng này rất tuyệt vời. Đây là một chiếc đầu giải mã DC cao cấp chuyên nghiệp của thương hiệu Lusman đến từ Nhật. Đây là giao diện phía mặt sau. Chiếc này xuất tín hiệu ra ở hai dạng, một là dạng ba lăng và hai là dạng RCE. Hai cổng line in vào đây, chúng ta có thể kết nối các thiết bị như là đầu đĩa vào đây để sử dụng máy như là một chiếc rề. Cổng kết nối coaxial, cổng kết nối USB. Máy này giải mã 32 bit, điện 100V. Chiếc Lusman model DA200, tình trạng zin nguyên bản còn thùng xốp. Catalog, máy đẹp gần như mới, mức giá 23. Phía dưới này là một chiếc âm ly Đờ Nông cũng vừa về ngày hôm nay. Chiếc này Tiến Dũng cũng chưa kịp lau dọn. Đó là Đờ Nông rất quen thuộc, PME2000 Ba La Mã. Chiếc này máy sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra High MOS độc quyền của Đờ Nông. Mức giá của chiếc này là 19 triệu. Điện 100V, công suất nguồn 275W. Máy sử dụng sò MOSFET. Với chiếc này chúng ta có thể phối ghép cùng một lúc đến 2 cặp loa từ 8 đến 16 ô. Hoặc một cặp loa từ 4 đến 16 ô. Tiếng của nó rất tốt. Với sản phẩm này mức giá 19 triệu. Tiến Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc thì anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển chiếc những chiếc âm ly, những chiếc đầu giải mã như thế này khoảng từ 100 cho đến 300 ngàn đi các tỉnh. Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.